Ở đây có một câu hỏi. Kính bạch thầy, hôm nay có nhân duyên mới được gặp thầy. Con mong thầy có thể giải đáp cho con cũng như quý Phật tử ở đây, tứ diệu đế là gì? Thưa đại chúng, nếu bài pháp này mà được giảng một cách rõ ràng đầy đủ thì phải kéo dài tới một tháng. Vì bài pháp tứ diệu đế vốn là bài pháp đầu tiên của Đức Phật sau khi Đức Phật thành đạo. Sẵn dịp mình ôn lịch sử một chút. Đại chúng có nhớ Đức Phật ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề bao nhiêu ngày không? 49 ngày. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Tất Bát La 49 ngày. Sau khi thành đạo, Đức Phật lưu lại đó thêm 49 ngày nữa để tiếp tục thực tập thiền quán cũng như là tri ơn cái nơi chốn mà Ngài đã thành tựu được đạo quả ở nơi đó. Cái gốc cây mà Đức Phật ngồi, nó là một cái cây cổ thụ ở trong cái rừng đó, ngay cái thời điểm đó. Và Đức Phật đã thấy cái tàn nó to rộng, cho nên Ngài đã chọn cây đó để ngồi, để được sự che mưa, che nắng trong khi ngồi tu. Và vì sự kiện Đức Phật thành đạo giác ngộ, tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Sự giác ngộ là Bồ Đề, cho nên sự giác ngộ của Phật được gọi là chứng quả Bồ Đề, là giác ngộ, là tỉnh thức, là thành Phật. Và để kỷ niệm cái cây đó đã giúp cho Đức Phật, cho nên chúng ta cũng gọi cây đó là cây Bồ Đề. Chứ thực chất không có cây nào tên là Bồ Đề cả. Bồ Đề là cái tên để chỉ cho sự giác ngộ. Nhưng vì Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây đó, mà cái cây đó được gọi là cây Tất Bát La, Pipala. Bây giờ người ta không kêu nó là cây Tất Bát La nữa, mà ta gọi nó là cây Bồ Đề. Ví dụ, nếu 2000 mấy trăm năm trước, Đức Phật của mình ngồi thiền định và chứng quả dưới gốc cây mít, thì bây giờ mình sẽ gọi cây mít là cây Bồ Đề. Nếu Phật ngồi thành đạo dưới cây sầu riêng, thì bây giờ cây sầu riêng là cây Bồ Đề. Như vậy Bồ Đề vốn không cây, không có cây nào gọi là cây Bồ Đề cả. Hiểu ý không? Mình ngồi đâu có sự an tịnh, ngay đó là Bồ Đề tọa, là giác ngộ. Cho nên mình mới có cái bài thơ, cái bài kệ để ngồi thiền đó. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo. Đó, giờ ngồi đó không có gối, không có nệm gì hết trơn á, mà eo tới eo lui nãy giờ đủ trò đủ kiểu, nhưng cũng ngồi. Hay không? Chứ ở nhà là nằm 8 kiếp rồi. Nếu mà ở nhà là nãy giờ nằm 8 kiếp rồi, nhưng mà nhờ vô đây ngồi vậy nè, kệ trở như bánh tráng vậy đó, lạng như bánh xèo vậy đó. Dùm rốt cuộc cũng ở trong chảo. Nghĩa là vẫn ngồi đó chứ không đi đâu. Phải không? Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, Ngài lưu lại đó thêm 7 tuần để cảm ơn cây Bồ Đề, để cảm ơn nơi chốn đó đã giúp cho Ngài được trở thành một người tỉnh thức giác ngộ. Sau đó Ngài nhớ cái lời hứa của Ngài với 5 người bạn đồng tu. Lúc đó là chúng ta thường gọi là 5 anh em của Ngài Kiều Trần Như. 5 vị đó là Kiều Trần Như, Ác Bệ, Ma Ha Nam, 5 vị cùng tu khổ hạnh với Đức Phật. Nhưng Ngài không tìm ra được cái con đường, cho nên Ngài từ bỏ cái cách tu đó. Ngài tự Ngài đi tu một mình và Ngài đã giác ngộ. Nhưng khi giác ngộ rồi thì nhớ tới 5 người bạn này, Ngài muốn trở về đó để dẫn dắt họ. Nhưng khi Ngài đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng về cái vườn Lộc Uyển, cái vườn nai ở Varanasi. Ngày nay cái vườn Lộc Uyển đó nó rất gần với sông Hằng.
Ai mà đi Ấn Độ hành hương á, đi về vườn Lộc Uyển thăm nơi chốn mà Đức Phật thuyết pháp lần đầu sau khi thành đạo thì nhất định sẽ có một chuyến đi thăm sông Hằng, thì nó gần với nhau lắm. Thì khi Đức Phật trên đường tới thì năm vị này vẫn còn ngồi tu ở đó và họ nói với nhau. Cái ông dòng dõi Gotama đang đi tới kìa. Trước đây tu với mình nhưng mà ý chí không có vững chãi, đã từ bỏ cái cách tu này. Ngày nay không biết có chuyện gì mà về đây. Thôi đừng có tiếp rước với ổng quá, coi như người vô hình đi. Thì mấy vị cũng ngồi như vậy. Nhưng mà không ngờ khi Đức Phật càng đi tới gần thì năm vị này đứng dậy, không ai nói gì với ai. Tự động một người đi lấy thau đựng nước, một người đi lấy khăn lau mặt, một người đi nấu rót nước cho Phật dùng, đi lấy ghế Phật ngồi. Thì tự nhiên cái tư cách, cái phong thái của Đức Phật cảm hóa họ làm sao không biết. Thì năm vị này đứng dậy hết, đứng dậy để tiếp rước Đức Phật. Và đến đó Đức Phật ngồi xuống và Đức Phật bắt đầu hướng dẫn cho các vị này một cái bài pháp đầu tiên. Và bài pháp đầu tiên Đức Phật nói chính là bài pháp Tứ Diệu Đế này. Bài kinh này nó có kinh là Kinh Chuyển Pháp Luân. Trong nhà Phật, khi Đức Phật bắt đầu nói một lời pháp thì chúng ta gọi là chuyển pháp luân. Chuyển là xoay chuyển, pháp là Phật pháp, luân là bánh xe. Cho nên quý vị thấy chùa hay làm cái bánh xe tròn vậy nè, rồi có mấy cái cây câm tỏa ra ở gắn ở trên nóc chùa hay người ta trang trí vậy đó, là tượng trưng cho giáo pháp của Đức Phật được vận chuyển không ngừng, giống như bánh xe quay tròn không bao giờ dừng lại. Thì cái bài pháp này Đức Phật đã nói bốn điều chân thật của cuộc đời này. Bốn điều này có mấy tên như sau. Một là Tứ Diệu Đế. Tứ là bốn. Diệu là gì? Là cao quý, là màu nhiệm. Đế là chân thật, không hư dối. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, thời điểm nào, cái việc này vẫn không thay đổi. Nó không thay đổi ở con người nghèo, nó cũng không thay đổi ở người giàu, nó không thay đổi ở người đẹp, nó không thay đổi người xấu. Nó đều là cái pháp chân thật bình đẳng cho tất cả, cho nên gọi là Tứ Diệu Đế. Đế là chân thật, diệu là cao quý, là màu nhiệm. Tứ Diệu Đế là bốn phép, bốn cái pháp chân thật màu nhiệm cao quý. Nó còn có tên khác là Tứ Thánh Đế. Tứ thì biết rồi ha, tứ là bốn. Thánh là gì? Là nếu chúng ta hiểu được bốn cái điều này thì bốn điều này sẽ làm cho ta vượt khổ, có an vui, có tự tại, có giải thoát, cho nên gọi là Thánh Đế. Bốn điều chân thật làm cho ta an tịnh, giải thoát mọi khổ đau. Nói gọn là Tứ Đế. Có khi gọi Tứ Diệu Đế, có khi gọi là Tứ Thánh Đế, nhưng có một cái câu gọn hơn là Tứ Đế, nghĩa là bốn điều chân thật. Vậy thì bốn điều chân thật này là gì? Một là khổ đế. Khổ là một sự thật có mặt trong thế gian này. Khổ như thế nào? Với thân xác con người, khổ này có bốn cách. Đó là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ này nó có mặt ở trên một thân thể con người, gọi là khổ về sinh lý. Phải không? Bây giờ nghiệm coi phải không? Già khổ không? Bệnh khổ không? Chết khổ không? Rồi cuộc sống khổ không? Cuộc sống gồm có già, có bệnh, có chết. Đó là mình nói cái chính đó. Chứ chưa nói là còn những cái phụ thuộc mà mình còn lượm lặt thêm nữa. Nhưng mà nói bốn cái chính thôi. Như vậy sống là khổ, gọi là sanh khổ. Nhưng mà sanh sanh gì mà khổ? Sanh mà không sống, mà không biết cách sống là khổ. Già mà không nhận già là khổ. Bệnh mà không chấp nhận mình bệnh là khổ.
Cho nên bốn cái khổ của thuộc về sinh lý là sanh lão bệnh tử, chúng ta dịch là sanh già bệnh chết. Rồi, đó bốn cái khổ sinh lý ha. Bây giờ bốn khổ tâm lý nè. Thù ghét mà gặp gỡ khổ. Kẻ mình không ưa mà cứ gặp hoài. Bây giờ còn có một câu oan gia ngõ hẹp. Không thích mà cứ gặp là khổ. Rồi. Người mình thích, mình thương, mình nhớ mà không được gặp, không được gần, khổ không? Khổ. Cái gì mình mong mỏi, mong muốn mà không được thì khổ. Ghét mà gặp khổ, thương mà phải xa, khổ, muốn mà không được, khổ. Còn có cái khổ thứ tư là gì? Cái xác thân này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái uẩn này có khi nó hưng thịnh, có khi lại nó suy nhược. Thí dụ, có lúc trong người mình cảm thấy phấn khởi vui vẻ, nhưng có lúc cảm thấy chán chường, muốn chết cho rồi. Đó là gì? Thọ. Thọ, cảm thọ đó. Cái cảm thọ vui buồn của mình, có khi mình vui vẻ, mình phấn chấn, có khi mình chán chường. Cái đó gọi là gì? Cái đó là ở cái cảm thọ, nhưng mà nó thịnh, nó suy. Hai cái đó làm cho mình khó chịu hết. Rồi, tưởng. Trời ơi, kiện con chút tưởng bự ra. Tới hồi gặp chớ giới. Nhất là quen nhau trên mạng đó. Gửi hình cho xem á. Ta gửi cái hình ta 25 tuổi. Tới hồi gặp là 60 rồi. Tưởng. Cho nên chưa gặp em, anh vẫn nghĩ rằng có người con gái đẹp như trăng. Đến khi gặp rồi mới tá hỏa. Trăng này vừa héo lại vừa nhăn. Tưởng đó. Hồi lúc thì chưa gặp là tưởng, tưởng này nó bị thịnh. Nhưng mà tới hồi rồi gặp cái rồi tưởng nó suy. Đó, cho nên ngủ cái bát cái tứ diệu đế gọi là ngủ ấm xí thạnh khổ. Xí là hư, là dở, là xấu. Thịnh là hưng thịnh. Ngũ uẩn này nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó hưng thịnh cũng khổ, mà nó suy yếu cũng khổ. Cái sắc thân này, nếu hôm nào mà người của mình nó ăn dầu nhiều, ăn đồ nóng nhiều mà thiếu ngủ thì chuyện gì xảy ra? Hột xoàn nó nổi, môi nó lở, lưỡi nó dợp. Thì lúc đó là cái chất nóng trong người mình nó thịnh, và cái chất điều hòa trong cơ thể nó bị suy. Cho nên cái gì suy mình cũng khổ, mà nó thịnh mình cũng khổ, mà ngược lại. Bữa nào mình bị cảm lạnh, mình sẽ phát lạnh, phát sốt, đủ kiểu hết. Cho nên thân này nó thịnh, nó suy, mình đều khổ. Cho nên Đức Phật nói khổ đế là gồm có 8 cái khổ. Về sinh lý cái thân có 4 khổ: sanh, già, bệnh, chết. Về tâm lý có 4 khổ, đó là cầu muốn, ghét mà phải gặp, thương mà phải xa, muốn mà không được, năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, xí, thịnh, đều khổ. Đó là cái khổ thứ nhất gọi là khổ đế. Rồi bây giờ cái khổ này nè, mấy ngàn năm trước con người cũng khổ y như vậy. Hiện tại con người mình có khổ giống vậy không? Có vậy không? Rồi bây giờ ngàn năm sau nếu con người vẫn còn tồn tại, cái khổ này nó có thay đổi không? Không. Như vậy nó là đế, nghĩa là chân thật. Mà cái khổ, cái già nó có lựa người xấu nó mới già không? Người già, người người đẹp có già không? Người đẹp cũng già, người xấu cũng già, có tóc cũng bạc, không tóc cũng bạc. Có tóc bạc người ta thấy, không có tóc bạc không ai thấy, nhưng không có nghĩa là nó không không có. Như vậy khổ là sự thật, khổ những là biến chuyển của cuộc sống. Và như vậy thì khi con người có mặt, có cái thân này thì chúng ta có cái khổ đó. Đây là cái khổ thứ nhất gọi là khổ đế. Đạo, cái chân lý thứ nhất là khổ đế ha. Bây giờ chân lý thứ nhì,
Chân lý thứ nhì gọi là tập đệ. Chữ tập là gì? Là huân tập, là gom nó lại. Vì sao mà mình gom nó lại mà huân tập? Nghĩa nói cách đơn giản là gì? Nguyên nhân của khổ. Hồi nãy là nói khổ, bây giờ nguyên nhân của khổ. Đức Phật nói con người có 10 cái nguyên nhân để khổ. Tham, sân, si, mạng. Mạng là kiêu mạn, là tự cao tự đại đó, gọi là kiêu mạn, là mạng. Nghi là nghi ngờ. Tham, sân, si, mạng, nghi. Rồi thêm bây giờ 5 cái thứ thuộc về cái thấy nè: ác kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và kiến thủ kiến. Kiến là cái thấy, nhưng có những cái thấy nó lệch bên, không thấy trọn vẹn. Thấy lệch gọi là biên kiến. Thấy sai, không đúng sự thật là tà kiến. Ví dụ, thế nào là biên kiến? Mình nghe người ta kể một câu chuyện về ai đó mà mình chưa kịp kiểm chứng với cái người thứ nhì, mới nghe có một bên thì mình đã buồn, đã giận, đã phán xét chuyện đó rồi. Thì cái này gọi là biên kiến, tức là cái nhìn, cái thấy rất là phiến diện, chỉ một bên mà không hiểu được cái phía thứ bên kia. Cho nên nhiều khi mình, người ta làm quan tòa, người ta đâu có thể nghe một người được, phải không? Nghe phải hai bên. Rồi người ta phải cho bồi thẩm đoàn nghe để suy xét. Ông tòa chỉ là người phán chuyện đó thôi, nhưng mà phải có một cái nhóm người ngồi nghe để định thẩm cả hai bên để phán xét. Vậy đó mà đôi khi còn sao, còn chưa đúng hết nữa kìa. Coi nếu có đôi lúc còn xử oan nữa, tại vì chúng ta không thể có được cái tuệ giác để nghe được trọn. Cho nên có cái biên kiến. Còn cái tà kiến là gì? Sai lầm, không đúng. Pháp Hòa ví dụ, có những cái chuyện trong đạo nó hoàn toàn nó không có dính dáng. Ví dụ như giờ quý vị nghe người ta nói là đừng có mở máy niệm Phật trong nhà. Mở máy niệm Phật trong nhà đó, ma cỏ cô hồn âm binh đó, nó nghe tiếng niệm Phật nó vô nhà mình nó ở hết. Vậy nghe vậy cái tắc, không mở máy niệm Phật. Pháp Hòa nói trời đất ơi, nói như vậy làm giống như cô hồn nó chỉ khoái nghe niệm Phật vậy đó. Có những cô hồn nó đâu có chịu nghe niệm Phật, nó thích nghe nhạc. Vậy mình mở nhạc ở nhà rỉ rả suốt ngày đó, sao không sợ cô hồn nó vô nó nghe nhạc? Đâu phải cô hồn nào cũng chịu nghe niệm Phật đâu. Mà nói như vậy mà nghe được, rồi người mình nghe như vậy mình tin được, cái đó gọi là tà, tà kiến. Chữ tà là gì? Méo một bên. Tà nó đối với chánh, chánh là ngay, tà là lệch. Ví dụ như chiều tà, chiều tà là giờ mặt trời nó nghiêng bên rồi, thì con người mình có những cái suy nghĩ nó lệch lạc, nó nghiêng vậy đó mà cứ đi nói, nó không có một cái lý lẽ gì hết. Cũng như mình phát nguyện mình ăn chay, rồi vì cái hoàn cảnh nào đó không ăn, rồi đúng lúc cái đó cái mình hay bệnh, cái bắt đầu đổ thừa cho Phật. Nó tại chắc nguyện ăn chay á, không ăn cho nên Phật quở. Trời ơi, Phật đâu có rảnh dữ vậy. Đi lựa coi ai ăn chay, ai không ăn chay mà quở mà phạt. Mà nếu mà thí dụ Phật quở kiểu đó thì không phải là Phật. Cho nên những cái cách suy nghĩ đó đừng có nghĩ và cũng đừng có phổ biến. Nó không đúng đâu mà phổ biến. Thì Đức Phật nói sở dĩ con người chúng ta có khổ là vì chúng ta có những cái tham sân si, mạn nghi, tà kiến, biên kiến này. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình đi bác sĩ nói anh bị mỡ cao máu. Thì mỡ cao, máu cao đó là do ăn uống của mình. Thì có nguyên do là vì anh ăn uống thiếu chuẩn mực cho nên đưa tới cái bệnh. Đó là nguyên nhân đó, đó là tập đế đó. Còn khổ đế là nói anh bị mỡ cao, anh bị máu cao. Nói máu cao, nói mỡ cao là nói về cái khổ. Còn nguyên nhân nào anh khổ là do ăn uống không chừng mực. Rồi, nói xong rồi bác sĩ nó yên tâm, có thuốc điều chỉnh. Anh chưa đến nỗi đâu, anh mới có tới đó thôi, tới cái mí thôi.
ráng điều phục xuống, đừng để nó qua cái mí đó. Nghe vậy cũng yên tâm, chứ mấy ngày nay nhức đầu chóng mặt hoài không biết lý do. Bây giờ vô bác sĩ nói vậy tôi thở cái phào, thì cái nhẹ nhàng tâm mình bây giờ cảm thấy không còn lo rầu khổ não nữa, cái đó gọi là diệt đế. Hồi nãy là khổ đế, tập đế, diệt đế. Diệt đế là sự vắng mặt của khổ. Bác sĩ nói xong phải không? Bác sĩ nói yên tâm đi, anh mới chớm thôi, tôi có thuốc cho anh uống. Nói xong mình nhẹ lòng, diệt đế phải không? Bác sĩ biểu, bây giờ tôi cho cái toa này nè, anh về anh uống mỗi ngày 2 viên, 3 viên gì đó. Và từ nay về sau, anh nhớ giảm chất mặn, hay anh nhớ giảm những chất béo. Cái cách, cái phương thức chỉ cho người ta uống thuốc và ngăn ngừa bệnh tật, đó là đạo đế. Đạo đế là con đường đưa đến chỗ an lạc giải thoát. Như vậy gọi là tứ thánh đế: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nếu nói tới đạo đế, con đường dẫn tới chỗ an vui giải thoát có 37 thứ, 37 con đường, người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo. Tứ cha tứ tứ chánh cần là 4, là tứ chánh cần. Tứ như ý túc là 4, là 4 là 8 rồi phải không? Ngũ căn là 5. 5 cái, 5 cái là ngũ căn. Ngũ lực. Ngũ căn ngũ lực là 10, cộng với trên là 10, 18. Thất Bồ Đề phần thêm 7 cái nữa là nhiêu? Bát chánh đạo là nhiêu? 37. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất Bồ Đề phần, bát chánh đạo, đó là 7 món. 7 cái món này cộng lại thành 37 phương pháp để giúp cho chúng ta giảm khổ, bớt khổ, hết khổ. Nhưng trong 37 này, cái tối quan trọng hay là gọn gãy nhất để hướng dẫn, đó là cái cuối cùng là bát chánh đạo. 8 cái con đường, 8 con, không phải là 8 con, một cái con đường này có 8 nhánh. Con đường giải thoát này có 8 cái nhánh để giúp cho mình đi tới chỗ an lạc giải thoát, đó là chánh kiến, là thấy đúng đó. Chánh tư duy là nghĩ đúng. Chánh ngữ là nói đúng. Chánh nghiệp là hành động đúng. Chánh mạng là nuôi thân mạng mình đúng. Chánh tinh tấn là siêng năng đúng. Chánh định, chánh tuệ. Như vậy thì bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh để dẫn dắt cho mình có được một cuộc sống an lạc. Pháp Hòa nói gãy gọn vậy thôi, chứ còn quý vị mà học kỹ thì cái này học cả tháng lận. Nội cái khổ đế thôi là nói biết bao nhiêu chuyện để nói. Rồi tập đế, rồi triệt đế, rồi đạo đế, thấy không? Cho nên quý vị nào muốn biết cái này nè, nếu quý vị muốn biết này, Pháp Hòa bày cho. Lên Google, bấm Phật học phổ thông. Phật học phổ thông có tổng cộng 12 khóa, 12 cuốn mỏng mỏng vậy nè. Nhưng ai muốn biết giáo lý căn bản của đạo Phật, từ cái câu đạo Phật là gì, cho đến lịch sử Đức Phật, cho đến ý nghĩa ăn chay, ý nghĩa thờ Phật, ý nghĩa niệm Phật, ý nghĩa tụng kinh, ý nghĩa sám hối, ý nghĩa trì chú, nhân quả, tất cả những điều cơ bản đó nó nằm ở trong 4 cuốn đầu. Chỉ cần quý vị đọc 4 cuốn đầu thôi, Phật học phổ thông đọc 4 cuốn đầu, thì quý vị sẽ nắm được một đạo lý rất căn bản của Phật giáo. Và trong bộ bộ sách Phật học phổ thông này, cái phần tứ diệu đế rất đầy đủ, 37 phẩm trợ đạo giải thích đầy đủ trong đó. Ngoài ra quý vị cũng có thể tìm thêm một quyển thứ hai, đó là bước đầu học Phật. Bước đầu học Phật cũng có một quyển sách hướng dẫn mình, giải thích cho mình một cái điều cơ bản như vậy. Bên cạnh đó, quý vị muốn biết cuộc đời của Đức Phật và những giáo lý rất căn bản về của Đức Phật á, đọc thêm quyển Đường Xưa Mây Trắng. Nếu ai không có thì giờ đọc, quý vị lên YouTube
Bấm những tên bộ sách này, người ta đã đọc hết vô trong băng rồi. Mỗi tối rảnh mở lên nghe. Thay vì mình nghe nhạc, bây giờ nghe mấy chục năm rồi, nhạc cũng thuộc dữ lắm rồi, mà cũng khổ giống nhau thôi. Bây giờ nghe những bộ sách đọc đó, sách nói đó, để mình mở mang kiến thức, hiểu biết thêm về Phật giáo và hiểu biết rõ về cuộc đời. Phật giáo nói rất rõ về những vấn đề trong con người, trong xã hội qua những cái bài pháp đó. Ở đây câu hỏi Pháp Hòa chỉ có thể giải thích đơn giản như vậy để cho đại chúng nắm được cái phần đầu là tứ diệu đế là khổ đế, gì nữa, tập đế, diệt đế và đạo đế, nói gọn là khổ tập diệt đạo. Tại sao gọi đế? Đế là gì? Đế là chân thật, không? Bốn điều chắc thật, chân thật không thay đổi. Rồi câu hỏi thứ hai. Con có thân nhân đang trong nhà thương đã mất. Ở nhà con có thể tự lập bàn thờ được không? Dạ được. Người thân mất, mình lập một cái bàn thờ mình thờ để tưởng niệm và hoặc là để cúng kính theo cái tinh thần văn hóa truyền thống của mình. Đặc biệt là đối với những người mới mất, người ta vừa rời khỏi cái thế gian này, người ta chưa có chấp nhận và người ta còn sống theo cái lẫn quẩn và cái chấp, cho nên mình nương cái bàn thờ đó để chúng ta tụng kinh cho họ giải được cái tâm linh, giải được cái phần tinh thần chấp trước, rồi mình cúng kính là để cái linh giác đó thọ nhận những cái thực phẩm mà chúng ta cúng. Nhưng mà thực phẩm khi mà chúng ta cúng cho người mất, họ không có ăn giống mình. Mình người sống, mình gấp thức ăn, mình để vô miệng, mình ăn gọi là đoàn thực. Còn người mất họ ngửi thôi, họ không có ăn, gọi là xúc thực. Vì vậy mình cúng người chết có ăn không? Có, nhưng mà ăn theo ngửi xúc thực thôi. Pháp Hòa ví dụ như bữa nào quý vị vô trong bếp, quý vị nấu nguyên ngày đó, rồi ai mời quý vị ăn, mình sẽ nói là sao? Thôi ăn đi, tôi ngửi không no rồi. Đó, mình ngửi không mình no thì cái xúc thực đó. Sẵn Pháp Hòa trả lời câu này luôn, cũng trong cái câu hỏi. Lý do nào mà người ta hỏi là nếu một người mới mất, bàn thờ có cần phải thắp nhang 24/24 không? Dạ không cần. Bởi vì ở Việt Nam, mình quan niệm người mới mất, họ sẽ đi về nhà, họ thăm viếng vân vân, cho nên mình phải thắp nhang liên tục. Nhưng mà cái cốt là vì ngày xưa mình đề cao cái chữ hiếu, và khi một người mất, chúng ta phải dành rất nhiều thời gian để gọi là trả hiếu bằng cách là xây một cái chòi ở bên cạnh mộ để chăm sóc mộ. Trong 3 năm đó mình phải tiết giảm rất nhiều những vấn đề trong cuộc sống để gọi nói lên tấm lòng hiếu thảo, và trong đó có chuyện là phụng sự cái bàn thờ. Cho nên canh nhang mà hết là phải thắp liên tục, không để cho nhang tàn. Nhưng cái đó là một cái hình thức để bày tỏ lòng tưởng nhớ của mình với người mất, chứ nó không có một cái quy luật. Ngày nay chúng ta ở xứ này, thậm chí ngay cả bây giờ, hoàn cảnh nó không như xưa, ai cũng phải bận đi làm, hoặc là nhà cửa mình rất là kín, không có thể thoáng như ở Việt Nam. Đốt nhang nhiều nó khói và có thể tạo nên dị ứng cho trong gia đình, vân vân, nhiều cái hoàn cảnh. Chúng ta hoàn toàn không nhất thiết phải thắp nhang suốt liên tục 24/24. Nếu muốn thì mỗi ngày chúng ta thắp một lần sau khi đi làm về, hoặc là sáng ngủ dậy thắp một cây, rồi đi làm về thắp một cây. Thậm chí hồi xưa mình lau nấu cơm cúng cho người thân mỗi ngày suốt trong 49 ngày. Qua đây rồi có thể mình không làm được chuyện đó. Nhưng quý vị nếu muốn làm buổi chiều sau khi đi làm về, sẵn mình nấu cơm cho mình ăn, thì mình cũng múc một chén cơm, một chén thôi, miếng thức ăn, một cốc nước để bàn thờ cúng, gọi là tưởng niệm.
Tức là chúng ta vẫn thể hiện theo cái khả năng của mình, hoàn cảnh của mình, chứ hoàn toàn không có cái luật lệ nào trong việc đó cả. Mình cúng là tưởng nhớ, nhưng nếu mình làm một cái việc gì đó mà nó phù hợp với hoàn cảnh của mình, sức khỏe của mình, thì mình làm sẽ thoải mái hơn. Mình làm mà mình thoải mái là vì mình muốn làm và hoàn cảnh mình cho phép. Bây giờ ví dụ Pháp Hòa nói như vậy là bắt buộc phải làm, mà trong đó quý vị không có thời gian, quý vị sẽ làm một cách rất miễn cưỡng, và rốt cuộc mình biến cái lễ cúng thành ra cái tâm trạng mình không vui. Thậm chí mình nói tự nhiên cúng quái chi mà rùm rà linh, cái cúng mình nó tâm nó không có khởi. Hãy cúng, hãy làm gì mà trong hoàn cảnh mình cho phép, miễn làm sao mình thoải mái thì người mất mới nhận một cách thoải mái. Y chang cuộc sống thôi. Mình nấu cơm cho má ăn mà mỗi bữa mình cằn nhằn bà già, thì bà già sẽ nói thôi má no rồi con. Thôi con lo chuyện của con đi, khỏi lo má nữa. Tại vì sao? Thà là má ăn thức ăn cũ hồi sáng đó, hoặc là má ăn gì đỡ, chứ chiều nào mà ăn chén cơm của con mà con nặng nhẹ má nghe má mệt còn hơn là chén cơm đó. Mình thử cái đời sống con người mình như vậy thì cái người mất cũng có khác. Lễ nghi chỉ là một hình thức bày trong cái tấm lòng của mình, và hãy làm những gì mà tâm lòng của mình nó khởi một cách thoải mái. Cho nên lễ Phật đản á, không có một cái quy định nào mình phải tổ chức thật long trọng, thật hoành tráng. Không, không bắt buộc. Tùy hoàn cảnh của mình, thậm chí giờ không có gì hết, chỉ tập hợp lại tụng một bữa kinh, nghe một bài pháp, đủ rồi. Có không nhất thiết phải mấy cái khác, nhưng có làm thì hãy làm trong khả năng hoàn cảnh của mình, với cái niềm vui của mình. Chứ còn vì sinh nhật Phật mà tôi tốn quá trời. Mình nói vậy cũng không nên, đâu có ai bắt buộc mình. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng biết rằng mình xử sự quan trọng là mình lấy cái chánh niệm của mình để ứng hợp trong mọi đời sống của mình thôi, chứ không có cái gì mà quy định cái gì cả. Luật lệ là do con người mình quy ra, và mình hãy làm những gì mà mình cảm thấy mình có thể làm được trong khả năng của mình. Câu hỏi kế: trong nhiều kinh có miêu tả về cõi cực lạc ra sao? Làm sao để người viết cuốn kinh đó biết được cõi cực lạc là như vậy ạ? Làm sao để mình có thể hoàn toàn tin tưởng 100% những gì kinh viết trong khi mình không thể tận mắt chứng kiến? Hiểu ý câu hỏi không? Làm sao ai biết cực lạc ra sao mà để viết lại? Dạ, không có ai viết cực lạc gì hết. Những gì người ta miêu tả cõi cực lạc, và ngay cả chính Đức Phật Di Đà, là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Phật Di Đà không có mặt trong cõi con người của mình. Trên cõi đời này, trên trái đất này, trên trái đất con người này, chỉ có một Đức Phật duy nhất, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là Thái tử Sĩ Đạt Ta, con vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia ở thành Ca Tỳ La Vệ cách đây 2648 năm. Nhưng những đức Phật khác như Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, tất cả những vị đó chúng ta biết được là do sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca, chứ các vị đó không có mặt ở cõi này. Như vậy cõi cực lạc là do Đức Phật giới thiệu. Hôm qua Pháp Hòa thưa đó, cõi chúng ta đang ở gọi là cõi Ta Bà. Mà Ta Bà là kham nhẫn, là khổ bởi chi phối đó. Vì sao? Vì cái phước con người mình tới đó, nghiệp lực con người mình tới đó, cho nên mình cũng có phước, cho phước tới đó thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, con người mình có phước ăn, nhưng mà mình không có cái phước là muốn ăn tự có. Không, muốn ăn phải lăn vô bếp, và muốn ăn ngon phải đi làm. Không, cho nên muốn ăn cao lương thì lương phải cao. Đơn giản không? Anh tôi đâu có cấm anh ăn cao lương,
Nhưng mà có điều kiện là lương phải cao, anh mới có thể ăn cao lương. Như vậy thì cõi ta bà này phước có, nhưng tới đó thôi. Cơ thể con người mình cũng tốt, nhưng cõi này phước mình chỉ được có thân con người trọn vẹn, nhưng mình vẫn bị hôi, cho nên không tắm là hôi. Nhưng ở cõi đó cái phước họ cao hơn, họ không bị hôi người. Thì Pháp Hòa nói vậy để cho mình biết là cõi đó là cái gì. Chẳng qua là cái phước báo nó đầy đủ, nó tụ hội vậy thôi. Cũng giống như xin phép đại chúng, giờ mình ví dụ một cái cõi, một cái đất nước nghèo với mình đi. Tại sao mình ở đây quần áo đầy đủ mà nước kia người ta không đủ? Vì phước họ tới đó. Vậy thì trên hiện tại bây giờ mình còn thỉnh thoảng còn thấy được cõi đó không? Cái cõi mà người ta thiếu thốn hơn mình không? Có. Đây là mình nói về để ví dụ giữa ta bà với cực lạc thôi. Như vậy cõi cực lạc á, là cái cõi được sanh về đó do phước đức nhân duyên, phước báo, chứ không phải bình thường. Và Đức Phật Thích Ca là người giới thiệu cõi đó. Và ai muốn về cõi đó thì có những điều kiện nào đó để về đó. Cũng giống như bây giờ mình ở Canada thì cũng sướng, nhưng mà qua Mỹ thấy sướng hơn. Nhưng mà giờ cái passport của mình qua Mỹ ở được maximum là 6 tháng thôi. Còn muốn ở luôn phải kiếm người cưới, người bảo lãnh. Vậy là điều kiện. Điều kiện được ở luôn là phải có người chấp nhận cưới mình. Và với điều kiện là người đó phải có income, phải có thế nào đó mới làm giấy bảo lãnh được. Chứ đâu phải là họ có quốc tịch Mỹ là họ bảo lãnh được đâu. Một điều kiện là quốc tịch Mỹ cũng chưa đủ. Phải căn cứ vào cái tiền lương của anh nữa. Y chang mình đây thôi. Muốn bảo lãnh người thân Việt Nam qua, họ cho. Nhưng họ sẽ cho một số điều kiện. Mình hội đủ, người thân qua. Không hội đủ, họ không qua. Vậy thì cõi cực lạc, hội đủ điều kiện cũng sẽ được về. Không đủ điều kiện, không tới được. Như vậy rồi, cộng thêm. Trên đời này, có những cái không phải mình thấy mới gọi là có. Có những cái mình không thấy nhưng mà nó có không? Có. Ví dụ nè, trong hư không này, bây giờ đang có những làn sóng không? Nhưng mình thấy không? Không. Nhưng nếu lấy cái radio ra đây, ghim điện vô, ra, đài FM, đài AM, nó bắt liền. Như vậy trong hư không này không có mà có. Thì cái có đây á, mà mình không thấy thì gọi là diệu hữu. Diệu hữu là có một cách miracle, màu nhiệm. Không thấy mà lại có gọi là diệu hữu. Nhưng mà cái có này nó không thật có. Hiện tại đứng ở đây đem điện thoại ra bấm lên cái signal đó thì trong cái khoảng không gian này đủ bao nhiêu signal nó hiện lên hết một list. Cái mình lấy cái nào mà mạnh nhất, tức là cái của chùa này. Cái signal mạnh nhất là ngay địa đây, đây, đây. Nó bắt vô liền. Nó bắt vô xong rồi, mình đi xa hơn nữa, signal này nó không có. Nó mất rồi. Nếu nó có thì tại sao đằng này nó có mà đằng kia nó không có? Như vậy nó có mà nó không hoàn toàn có. Hiểu ý không? Cái này gọi là nhà Phật gọi là chân không, nhưng mà diệu hữu. Diệu hữu là có, nhưng có một cách màu nhiệm thôi. Nhưng mà thực chất cái có của nó không hoàn toàn đâu. Thân mình có không? Thân này có không? Có. Nhưng mà nó hoàn toàn mãi mãi không? Vậy thì cái này có mà tạm có. Thân này có nhưng mà tạm có, chứ không thật có. This is not real, chứ không phải là nothing. Chữ không trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chữ không đó là không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Cái gì cũng có cả, nhưng mà cái nào cũng không thật có. Cái bông này có không? Có. Nhưng là nó không thật có. Vì mài nó héo, nó rụng. Con người mình có, nhưng mà năm sau nhăn khác. 10 năm nữa nhăn kiểu khác.
Bây giờ đi còn được, 10 năm nữa đi yếu. Nếu nó thật, nó không thay đổi. Vì nó là duyên sinh tạm có, cho nên nó luôn luôn biến đổi. Có, và chúng cuộc đời này không phải trẻ mới tóc đen. Nhiều người trẻ cũng có tóc bạc. Nhưng có những người lớn tuổi tóc vẫn còn tốt. Như vậy không có thể định nghĩa trẻ không có tóc bạc, trẻ không có bệnh. Nói sanh già bệnh chết theo thứ lớp chứ thật sự ra nó trộn rộn hết. Trẻ cũng bệnh, trẻ cũng chết. Không phải già không bệnh hay là già mới bệnh. Không phải già mới chết, bệnh mới chết mà trẻ cũng chết. Cho nên cái gì mình không thấy cũng không nghĩa là nó không có. Nhưng mà chúng ta không thấy thôi. Cái đạo lý của nhà Phật không phải chỉ để giới thiệu cõi ma, cõi Phật. Cái mục đích của Đức Phật ra đời ở cõi đời này là để chỉ lẽ thật cho con người ngay trong kiếp sống này và làm sao có an lạc tỉnh thức trong kiếp sống này. Còn những cảnh giới khác Phật có nói, mình tin cũng tốt cho mình, không tin cũng không ảnh hưởng gì đến giáo lý chân thật của đạo Phật. Đức Phật ra đời không nhằm chủ trương giới thiệu cảnh giới, quảng cáo cõi này cõi kia. Nhưng mà Đức Phật là người thấy biết, nói cho mình nghe, tin cũng tốt, không tin cũng không sao. Quan trọng là anh vẫn trở về với thực tại, anh sống với những gì đang hiện hữu ở đây. Sống có tỉnh thức, có chánh niệm, nói năng, hành động, suy nghĩ. Còn những cảnh giới khác tùy duyên. Anh tin cũng tốt cho anh. Thí dụ như hồi nhỏ mình ở Việt Nam, mình nghe nói có một cái nước nước đó giàu lắm, sung sướng lắm, nước nước Mỹ. Hồi nhỏ Việt Nam mình làm gì có một ngày mình được đi Mỹ đâu, phải không? Nghe thấy chiếc máy bay nó bay ngang là kéo nguyên xóm ra coi. Trời ơi, ngộ quá ha, trên đó người ta ngồi trên đó hả? Người ta ngồi trên, người ta ăn ở trên đó hả? Phải không? Hồi nhỏ là mình làm gì mình tưởng tượng có một chiếc máy bay nó bự như cái nhà vậy. Nhưng mà có nghĩa đâu, có nghĩa là nó không có đâu. Cho nên không có sao hết. Còn cái chuyện Pháp Hòa chỉ muốn nhắc là nhớ là những gì mình không thấy. Thí dụ bây giờ cách một bức tường là đã không thấy rồi. Tại con mắt mình đó, nó rất là hạn hẹp, nó chỉ tới đó thôi, không thể hơn được. Nó cách một bức tường là đã không thấy, chứ đừng nói tới những cảnh giới xa xôi khác. Nhưng mà nói cực lạc là gì? Cực kỳ của sung sướng, của hạnh phúc. Khi tâm của mình không còn phiền não gì hết là tâm đó là tâm cực lạc. Cho nên người ta hay nói dùng cái từ á, vô não vô ưu chân cực lạc, không buồn không rầu là cực lạc. Vô não vô ưu chân cực lạc, bất cấu bất nhiễm thị Tây phương, không dơ không nhiễm ô, đó là cảnh Tây phương. Cho nên khi nào đời sống mình không vui, không không có bị nhiễm ô phiền não thì ngay giây phút đó là cực lạc Tây phương. Mình mới có câu á, Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người. Tây phương không có xa, trước mặt thôi. Cái quan trọng là anh có nhận ra được nó không? Mà hãy nhận ra được, ví dụ như nãy mình nói, hồi đó giờ mình không biết, cho mình buồn lắm. Mình nghĩ đến một ngày mình già mình buồn lắm, mình lo dữ lắm. Mà giờ mình lo vậy chứ mình già sớm hơn. Tại vì mình chưa già mà đã lo già thì cái rầu lo nó làm cho mình già sớm hơn. Cho nên nhiều lúc là bệnh á, không khổ mà sợ bệnh là khổ hơn nữa. Cho mình người nào mà tỉnh thức được cái đó, người đó có an lạc, có niết bàn. Kính thưa Thầy, thí dụ như mình không phản kháng và giữ im lặng trước mọi điều xảy ra trong cuộc sống, mọi người nghĩ con nhu nhược và hiền dễ bị người khác ăn hiếp, thì mình phải cư xử như thế nào trước những việc như vậy? Mình có nên vùng lên không, hả Thầy? Mình vùng lên lỡ bị chửi. Chắc muốn kéo Thầy vô phe sao?
Thưa đại chúng á, trong cuộc sống á, chúng ta đừng có hiểu lầm ý Phật. Đức Phật á, dạy mình á, thí dụ như nếu điều gì cần nói, mình hãy nên bày tỏ những sự hiểu lầm, những sự không vui với nhau. Nhưng mà cái quan trọng là Phật nói rằng chúng ta nên học cái cách bày tỏ sự bất đồng, chứ không phải la làng, la xóm, chửi rủa để bày tỏ sự bất đồng. Nó không mang lại kết quả như ý mình muốn. Thí dụ bây giờ nè, Pháp Hòa nói vậy nè. Hôm nay mình có một sự việc, mình muốn nói cho đồng nghiệp mình nghe. Mình làm sếp, mình muốn nói. Mình muốn nói cho người ta nghe để người ta thực thi theo ý của mình. Thì mình phải nên có cách nói. Nói một lần cái ta nghe, ta thấm, ta hiểu, ta làm ý mình. Mình xuống, mình la hét, mình đập bàn, mình nói. Thì người ta khủng hoảng không là người ta đã quên hết một số việc rồi. Nếu mà là con mình á, là nó bỏ đi mất. Nhưng là mình, vì người đó là làm việc cho mình làm sếp họ, cho nên họ cúi đầu họ đó nghe. Nhưng cái đầu họ nó bị bấn loạn, nó khủng hoảng, cho nên họ không tiếp nhận được những gì mình nói hết. Như vậy thì Đức Phật không biểu mình nó nín, chịu thua đủ kiểu hết để rồi sống thụ động, sống không phải. Chúng ta có quyền nói những điều chúng ta không đồng ý, nhưng hãy có một phương pháp nói để cho người khác tiếp nhận cái lời nói của mình, cái cách trình bày của mình. Trừ khi nào mình đã nói ra hết mà người ta vẫn cố chấp như vậy, thì chừng đó mình để cho người ta tự nhiên như vậy. Tại mình đã nói hết rồi, và bây giờ mình sống theo cái việc cần làm của mình thôi. Thủy chung vòng vòng cũng không có ai xa lạ đâu, toàn là người quen thân biết của mình trong gia đình mình thôi. Cho nên á, không phải người ta nói gì mình cũng nín để kêu là tu. Mình được nói nhưng hãy nói, lựa lúc nào nói và nói những gì để người ta có thể tiếp nhận được. Giống như ngày hôm qua mình nhắc với nhau đó, nhiều khi cái điều mình muốn nói nó không quan trọng bằng cách mình nói. Cái cách nói nó quan trọng hơn sự việc mình muốn nói. Nhiều khi cái công việc mình muốn nói nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng lắm. Lẽ ra xuống nói nhẹ nhàng là xong việc, tự nhiên nói làm sao bắt đầu nó trở thành ra một câu chuyện to tát. Và cuối cùng kể ra thì thấy chuyện quá nhỏ nhặt. Nhưng mà tại vì chúng ta không biết cách nói, cho nên hãy nhắc nhau, nhiều lúc điều mình muốn nói không quan trọng bằng cách mình nói. Cái cách mình nói nó sẽ làm cho người ta nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Đức Phật dạy á, quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nhiều khi mình đọc câu đó mình hiểu lầm. Trong 10 điều tâm niệm á, 10 điều mà chúng ta nên giữ lòng. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Thi ơn đừng nên cầu báo, cầu báo là có mưu đồ. Đại khái là 10 điều tâm niệm vậy. Thì trong đó có một câu cuối cùng là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Mình nói vậy cái là oan ức không cần biện bạch sao? Không phải. Đừng có hí luận. Oan ức thì hãy đi vào thẳng vấn đề để chúng ta bàn thảo, mà đừng hí luận trong một cái vấn đề mà nó không cần thiết. Chúng ta có những hiểu lầm, chúng ta nói để hết hiểu lầm. Vậy thì trong rõ ràng trong hai chữ hiểu lầm nó có, vẫn có chữ hiểu mà. Nó vẫn có chữ hiểu mà. Nhưng mà hiểu không đúng thôi. Thì chúng ta phải có bổn phận làm cho cái hiểu này nó đúng. Cho nên làm gì làm nó vẫn có. Cho nên trong chữ nhẹ, nhờ e nhe nặng nhẹ, trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng. Thấy không? Trong chữ nhẹ nó vẫn có dấu nặng. Như vậy thì nhẹ mà vẫn có một cái dấu nhỏ nào đó gọi là dấu nặng. Cho nên á, mình phải hiểu được cái ý là muốn mình suy nghĩ một cái phương cách nó trọn vẹn. Pháp Hòa ví dụ khác. Hôm nay mình có một buổi họp quyết định một việc gì đó trong gia đình. Thì cuối cùng có hai người không hiểu cho nên chống bán chuyện đó. Cuối cùng mình quyết định bây giờ đa số thắng thiểu số. Như vậy là số 3 người quyết định thắng cái số 2.
Rồi, đi tới quyết định thì trong khi mình hành xử việc đó, ba người đồng tình làm rất vui vẻ. Nhưng hai người kia cũng trong gia đình mình, nhưng mà họ không cam tâm, họ không thích. Lý do là họ không thích, chẳng qua là họ chưa tường tận việc của mình. Cho nên thay vì á, mình lấy một cái phương án là đa số thắng tiểu số, tại sao không chịu khó thêm chút nữa, hỏi hai người đó có những yêu cầu, những cái gì mà họ chưa thông, thì mình làm cho họ thông suốt luôn. Tại vì đây là việc chung của gia đình mà tự nhiên chỉ có hai người thông thông. Thì thay vì mình lấy con số 3 cũng là một phương thức, nhưng sao không có một phương thức thứ hai là làm cho họ trọn vẹn luôn với mình, vì họ hiểu một tới đó thôi. Ráng thêm một giải thích nữa để ở cái phần họ chưa thông, để họ cùng đồng lòng với mình là 5 người trong một gia đình quyết định chung một công việc. Thật sự một phương án thứ nhất chúng ta thường áp dụng trong mỗi cái giải quyết của vấn đề. Không có sao, nhưng nó không trọn vẹn bằng khi chúng ta nói luôn cái phần những người hiểu chưa đúng đó. Là sở gì họ chống, họ không thích là vì họ chưa hiểu hết thôi. Chứ nếu hiểu hết thì họ sẽ không làm như vậy. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có cái sức nhẫn nại, có sức nhẫn, có phương pháp và có những cái nhu nhuyến tùy thuận để chúng ta làm cho cái cuộc sống này nó linh động hơn. Pháp Hòa xin thưa ha, trong một cái món gỏi mình ăn, nguyên tắc chúng ta ăn gỏi nó phải bao nhiêu vị trong đó? Đâu phải chỉ có vị chua của chanh, đâu phải chỉ có vị ngọt của đường, đâu phải chỉ ngọt cho vị mặn của muối, đâu phải có vị của cay, mà phải hòa lại muối, đường, chanh, ớt, bột nêm hay là bột ngọt, rau răm, đậu phộng. Những thứ đó nó hòa quyện với nhau, nó mới làm nên một món gỏi. Cuộc sống cũng vậy, không phải chỉ thuần món ngọt. Nấu chè có để muối không? Ai nói không? Ai nói nấu chè không để muối? Mình làm nấu chè nhưng cũng phải có một dằn một chút muối. Quý vị nấu chè, nấu chè sơ nước, khi mình đánh nhân đậu xanh có dằn tí muối không? Phải có nước cốt dừa, phải có một chút muối. Nếu nấu theo miền Nam, miền Tây phải có một chút dầu phi vô nữa, để khi mình ăn cái viên chè nó có cái độ ngọt, cái độ mặn, độ béo và luôn cả độ thơm của hành phi. Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng lấy cái công thức đó mà trong cuộc sống này không phải chỉ nó thuần cái đó, mà cuộc sống này có đôi lúc chúng ta giải quyết vấn đề này, nó được cái này, nó cũng phải có cái chút khác. Đôi lúc á, mình lùi một bước phần lỗ của mình để chính người kia được, sự việc nó vẫn đẹp hơn. Thì chính cái giây phút mình lùi đó là giây phút mình sống bằng cái hạnh của Bồ Tát. Cuộc đời này á, nếu ai cũng dành hết trơn, không có ai nhường hết. Nó có chữ dành nhưng nó vẫn có chữ nhường. Mà tại sao mình nhịn? Mình có nhịn để mình mới có nhường. Ta kêu nhịn nhường, nhịn phần mình, nhịn cái phần thắng của mình để nhường người khác. Nhưng mà nếu người khác được cái phần đó mà sự việc nó tốt hơn, cái nhịn mình đâu có lỗ. Có những lúc mình nhịn ăn để mọi người được ăn, mình đâu có chết đâu. Nhưng mà cái buổi lễ đó rất trọn vẹn, rất trọn vẹn. Là tại vì chỉ một mình lùi một cái để mọi việc nó tốt. Chụp một tấm hình, ai cũng dành giữa hay ai đứng bên hông? Có phải không? Cho nên thì bây giờ vị trí giữa nó là một thôi, nhưng mà rồi mình chịu khó đứng hàng 2, hàng 3 gì đó, miễn sao trong tấm hình có mặt của mình để không gọi là mất mặt. Nhưng mà thưa đại chúng, mất mặt trong cái tấm hình không bằng mất mặt trong cuộc sống. Có phải ý không? Quý vị nấu canh chua, nghe chữ canh chua, nhưng nồi canh chua đâu chỉ có me, cũng đâu phải chỉ có đường.
Cho nên nhìn lại tất cả các món ăn, không thiếu hương vị. Nhìn lại cuộc đời mình, không thiếu hương vị của đắng, chát, ngọt, bùi, chua, cay, mặn, lạc. Có việc đó cũng là thường. Cái quan trọng là tâm mình phải thường trước những chuyện bất thường. Còn nếu mình tâm mình bất thường trước những chuyện bình thường, quá trời phi thường. Thôi mình dừng ở đây đi để đại chúng đi về. Để ông thôi nói bây giờ hơi bất thường rồi đó. Tôi đau bất thường lắm rồi đó. Quý vị nhớ cái điều Pháp Hòa nói nha. Tại sao Đức Phật được gọi là Như Lai? Như là bất biến không thay đổi. Lai là sự việc trong cuộc đời này. Sự việc có vui, có buồn, có được, có mất, có thành, có bại, có thắng, có thua. Nhưng lòng của Phật vẫn bình thản trước mọi hiện tượng. Vậy gọi là Như Lai. Cuộc đời này nè, thương có, ghét có, thích có, không thích có, thắng, thua. Đó là chuyện rất thường xảy ra. Chúng ta hãy giữ tâm mình bình thường. Chuyện này là thương, tâm mình phải bình thường. Còn nếu sự việc nó như vậy mà mình bất thường, thì mình lại bất thường bởi những chuyện rất bình thường. Thế cuối cùng chúng ta bất thường trước những chuyện bình thường. Lẽ ra chúng ta phải bình thường trước những chuyện bất thường. Hiểu được chỗ này không? Hiểu được nó rồi thì tim gan mát. Chúc đại chúng mùa Phật đản an lạc. Kính thưa đại chúng, trong 2 ngày qua Pháp Hòa được cùng với đại chúng sinh hoạt và tu tập. Trước hết là cảm ơn chúng con tri ơn Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Chân Nguyên, quý thầy, quý sư cô trong nội tự, cũng như tất cả quý tôn đức tăng ni ở các nơi về đây để yểm trợ cho khóa tu được trọn vẹn. Quý Phật tử xa gần cũng về đây để đóng góp, để cho chúng ta có được 2 ngày sinh hoạt thật an lạc như thế này. Giờ đây buổi đại lễ Phật đản đã viên mãn, những chương trình chúng ta đề ra cũng đã viên mãn. Xin đại chúng cùng chắp tay, chúng ta hồi hướng, đem tất cả những việc lành thiện chúng ta làm được hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, người còn người mất đều được an lạc. Xin đại chúng đồng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.